thấy đúng không? Tranh thủ quảng cáo đi này. Thôi, cứ ra. Chậm phải quay. Quay hả? Ừ, đang quay. Đang quay. Thế mọi người hãy đến đây để ủng hộ sức tá lả của dì Bảo Ngọc nha. Tá lả có nghĩa là bán tá lả hết đó, cái gì cũng bán cả. Mình cũng mua tá lả. Nhưng quan trọng là cái chất lượng đúng không? Có nguồn gốc rõ ràng. Chị đã tìm được mua được cái gì chưa? Số 3 hôm nay các bạn. Bây giờ em mới kêu Ngọc giảm nói gì sao mà em mới dám mua quá hờ, gặp đủ tiền. Tóc là tôi thấy ok. Đây nè, chỉ là vô là thứ nhất là nghĩ là ngắm nước hoa với lại dầu gội, mà ở đây hình như không có nước hoa đâu. Có nước hoa không? Có luôn hả? Ờ, đây nước hoa nhỏ nhỏ. Để tặng cho ông Tuấn hả chị? Thôi, ông tặng tôi. Cái này phải hoa, phải không? Có dạng treo thôi sao? Thôi, chú dầu gội. Hôm nay hôm nay kiểu như là cải trang rất là... Không phải, ai cải trang? Chị cải cái nón cho nó cuốn, tại vì sáng chạy cái thứ cái xe lạnh, xong rồi hụt cái nón này lên cho nó ấm cái đầu bị già rồi đó, sợ lông ấm, sợ lông ấm, bị là nó ác rồi. Cũng may là còn không đeo kính á, chứ không đeo kính là không ai nhận ra cái mắt lên nào. Sáng mình đeo kính trắng lên. Đúng không? Cái gì chị uống rồi. Ừ, không nhớ mà thôi, chị là chung. Chị mua xăm đi. Mua xăm. Chị mua xăm đi. Lớn tuổi rồi. Xăm mập hả? Mua xăm cũng mập hả? Chị rất là cần mà. Bây giờ em sẽ ngồi đây để em đi ăn luôn ngọc luôn đó. Chị ơi, mình nên là ngậm xăm thì buổi sáng. Thôi cái đây. Xăm ngậm. Ôi trời ơi, chị tưởng làm cái gì mất be. Cái này là mất be. Xăm ngậm. Xăm ngậm. Rồi chị được rồi. Mua hồng xăm. Cái này được nè. Cái này tiện, mình đi quay cái mình bỏ mấy chữ hồng. Tôi sợ bà Trúc quá, bà Trúc ơi, bà kiểm tra kỹ lại hàng rồi bà quảng cáo cho bà. Sợ cái hộp bị rỗng. Sợ mua lầm. Cái này xong hả? Xong hết đó chị, ở đây là xong hết á. Thôi chị kiếm nước hoa đi, còn này gì đây? À, mà, dầu xả, dầu gội biết là dầu xả. Dầu xả, cái bộ của nó. Cái này bộ đã relax nè. Dạ. Sẽ giúp cho chị thư giãn. Còn cái này. Dạ, dầu gội. Thôi gì đấy. Cái đồ ăn thôi được. Có thử hôm em hay có test không? Dạ, có gì chứ. Không, test cái mùi á. Dạ, dạ, dạ. Nhiều lắm, chị là thích nhất là dầu gội, dầu xả là nước hoa. Chị các là tóc thật đúng không? Tóc thật đúng không? Luôn quá trời này. Tóc này hả? Ừ. Đó. Đương nhiên là không phải tóc thiệt rồi. Đương nhiên là phải là không phải tóc thiệt rồi. Đừng bao giờ ai hỏi tôi là có nối tóc hay không. Tóc tôi không bao giờ nối. Tại vì tôi tật tóc giả. Bao giờ xài tóc giả. Không bao giờ xài tóc nối mà chỉ xài tóc giả thôi. Muốn mua gì đó không? Cái này lấy gì? Hand cream. Lấy gì? Rửa mặt rửa cho tay. Có hàng tép không? Này nước hoa đúng không? Em chút coi này bánh hoa không? Đúng rồi chị. Mùi chất tốt cái này. Mùi trong người hả? Không tính nhờ, tốn nhờ là thích mùi mùi hả? Bà một lần mới ghê, mua chồng một này đi. Ôi chị ơi, cái này hand cream luôn. Dũng cho tay luôn. Đây, đây, đồ mua cho Tuấn đây. Màu hồng mới chịu. Màu hồng mới chịu. Lấy. Không, nó đáng nhất nó phải để cái đồ gọi là cái tét á. Cái tét rồi đây. Bây giờ em muốn gì? Ôi, trời ơi. Em đang chắc là tại sao mà có mấy cái này mà không ăn. Tay chứ. Mình test xong mới mua chứ lạ lùng mà. Lạ lùng cái nhà này đẹp quá. Đẹp á. Đẹp mua đi đi. Đẹp đi một màu mà. Đây, đây là các bà thì giờ vlog live stream. Vlog live stream. Hôm nay đến đây ủng hộ cho dì Bảo Ngọc. Thấy không? Phượng với lại chú thấy em mặc bộ đồ màu hồng cho nên đưa cho em cái ca màu hồng rất là đúng không? Rất là. Vậy bây giờ chị mua luôn đi. Không được, em mặc là còn tươi vô đây đó. Rồi sao màu hồng? Màu hồng là phải lấy đúng không? Màu hồng là lấy.
ngay. Không, chút cứ lấy đi đâu tí ra ra để cảm ơn giảm giá kìa. Cái gì vậy lại chốt? Cái gì vậy? Trời ơi chơi mà chơi, nó chơi nó muốn chơi giả em luôn chị. Quá rồi. Lăng nách tôi đâu đây? Đây đây đây, đây kiếm lăng nách. Đây nè, đây nè. Mỹ gì mà phải kiếm lăng nách vậy Lý? Mua lăng nách cho chào. Trời ơi, dòng chờ trước khi đi á là chị là em ơi, hôm nay mua lăng nách về cho anh nha. Hết lăng nách rồi. Mua lăng nách của Nhật đi với lại chị Thâm luôn. Đâu? Chị Thâm. Chị Thâm lăng nách luôn. À, game đó. Em nách luôn, em nách gì thôi, nách chồng chị không bị thâm chứ nó không lăn nhiều là bị thâm. Không cần lăn nhiều. Sao Trúc phải biết là không, tại vì lăn nách nhiều là sẽ bị thâm. Vậy lăn Trúc nó bị rồi. Không, không có bị. Vậy lăn Trúc nó bị rồi. Tức là mình chuyên về mỹ phẩm, mình phải tìm hiểu về da chứ đúng không? Thôi, nói chung là nhỏ nách lên cho tôi coi. Trời ơi, mình đi, mình đi ghê quá. Thôi đi, mình đi lựa đồ đi nè. Ê, cái mùi nó ăn không? Test. Chị mua trong Tuấn nữa hả? Ờ, ai cũng có chồng để cũng có chồng để mua hết. Cái này của Nam đi. Sợ tôi mua cho ai đấy? Em để đi. Nhiều người quá à. Ờ. Em cứ mua để ra đi rồi cho em thấy thằng nào mà được nhất em. Anh nào được nhất em. Đâu rồi, chết rồi, chết rồi, nó văng mấy đâu. Rơi xuống ghế này rồi. Chết rồi, chị ơi, chị ơi. Thôi, tôi đang test hàng. Bà chủ tới rồi kìa. Mùi này hơi nặng, lăn lắm hả? Mua lên mấy cho chồng mà mình kêu mình test giùm. Tại sao? Mua cho chồng mấy bà mà mấy bà kêu test giùm. Lúc qua kêu gửi giùm hả? Ừ, lạ, lạ. Mụn Tuấn mày nặng lắm á. Đi tập gym chung á. Mụn Tuấn ông nặng thiệt. Mụn Tuấn nặng đi. Đâu ngoài cái lăng nó có xịt nữa. Nhưng mà lăng đi chứ xịt cái nước nó là không có ổn. Mới là cái thời tiết mệt lắm. Sao em nói vậy? Ý em là lấy hết đi rồi. Đúng rồi chị, cái lấy hết không tính tiền phải không? Nói chung là hôm nay đối với bạn nghệ sĩ thì Ngọc sẽ giảm 50% rồi, mọi người cứ mua thoải mái. 50% còn lại Thanh Trúc sẽ bù cho dịp bỏ Ngọc. Làm gì có tiền. Tại gì đây? Sao dạ, Dũng Môi vậy? Sao Dũng Môi đó? Anh dễ sợ luôn á. Đó. Bọn mình có xài nên mình biết. Ba mua livestream mà. Dì Bảo Ngọc rất bây giờ okay, bây giờ tới đây mình quảng cáo thì làm sao mà mình đọc quyền livestream các bạn khác được. Ờ, sao kỳ vậy ta? Mình cũng bán hàng mà. Tới đây mình quảng cáo cho Ngọc xong rồi rốt cuộc ai mua của mình? Không có đâu chị. Chị em mình quảng cáo cho Ngọc đi. Là người ta thấy thương em ta ùa em thôi. Mọi người ơi, mặc dù là hôm nay Kelly và Thanh Trúc với lại chị Cát Phượng là quảng cáo cho Dì Bảo Ngọc, nhưng mà mọi người nhớ mua hàng của Kelly và Thanh Trúc nhé. Nói chung là hàng các bạn ơi, chuyên về Nhật. Mua phải mua đều. Ví dụ tuần này các bạn qua Bảo Ngọc và thì tuần sau qua bên Kali, tuần tới nữa qua bên này. Còn cá không có bán chứ khỏi qua. Dạ, chứ tụi mình cũng chuẩn bị mầm non chuẩn bị bán. Là bán đầy đủ tất cả các loại từ châu Âu đến châu Á cho đến châu Mỹ luôn. Cho nên nó là các bạn em đang quảng cáo cho vậy. Mình đang quảng cáo chung. À, tôi có bán gì không? Tôi bán rồi đi quảng cáo thì chị quảng cáo luôn. Không. Vậy là mỗi tuần qua một người. Dương Cẩm Linh bán mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ nha, ngủ xong sáng dậy cái mặt rất là tươi. Đâu có chị Bia bằng nè, một tuần các bạn qua Bảo Ngọc, cái tuần tới qua đây cứ tuần qua người sáng. Chứ là nhà nào mà ở quận Phú Nhuận á thì qua bên gì Bảo Ngọc. Ở quận Tây Bình Ly nha. Chú là bên quận 3. Thế sao mà mọi người không nghĩ đến việc là làm đại lý cho nhau? Cũng có đó mọi người, cái đó là cung cấp ngầm cho nhau á. Cho nên là mọi người phải đổi là em có suy nghĩ đến cái hướng mà mình làm một cái siêu thị thật là to không? Mấy chị em mình hùng tiền lại làm cái siêu thị thật là to được không cưng? Em có ra được như vậy đấy. Cho nên dừng ở chị em mình luôn á. Thế là tới rồi đâu mà chị em mình xài không mà chị? Cái gì có nước hoa không cưng? Nãy giờ bà hỏi nước hoa nhiều rồi đó. Dạ. Nãy đây chị đang em chuẩn bị nước hoa nè chị. Trời ơi. Thôi nghe chắc nói đi cười. Nói gì? À, nghĩa muốn phỏng vấn từng người á. Nãy giờ chị cảm giác nãy giờ mình giỡn giỡn còn cái này mình rồi. Em muốn gì cho vợ em? Chắc kìa, chị Trúc cầm. Chị nói gì, cái cảm giác cái mặt mình bị chấn tay. Lấy Ngọc cho mình luôn. Thôi bỏ đi, chị Trúc đi vậy.